vì sao tránh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông bị bắt. Cơ quan an ninh điều tra xác định Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là tránh thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông có những hành vi cản trở việc xử lý trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương điều hành đường dây đánh bạc. Chiều ngày 25 tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ kết thúc khám xét nơi làm việc trụ sở Bộ Thông tin Truyền thông của ông Đặng Anh Tuấn tránh thanh tra bộ này. Ông Tuấn bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo Công an tỉnh phú Thọ, ông Tuấn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn có nhiều hành vi cản trở việc xử lý công ty của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương khi phát hiện dấu hiệu công ty này điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Cụ thể, hành vi phạm tội của Đảng Anh Tuấn được xác định tháng 10 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ký quyết định số 1718 thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao do Nguyễn Văn Dương điều hành đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Đoàn kiểm tra đã đề xuất biện pháp xử lý. Tuy nhiên, Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là tránh thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông không tham mưu để Bộ trưởng chỉ đạo xử lý theo đề xuất của đoàn kiểm tra. Mặc dù không phải là thành viên đoàn kiểm tra, nhưng vì ý thức chủ quan của cá nhân, Đặng Anh Tuấn đã ký phiếu trình số 63 ngày 8 tháng 6 năm 2017 đề xuất Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra mà không có kết luận xử lý. Hành vi cản trở này dẫn đến hoạt động của game bài tip.club không được ngăn chặn xử lý kịp thời để các đối tượng tiếp tục phạm tội trong thời gian dài thu lời bất chính đặc biệt lớn, gây hiệu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, lợi ích vật chất của nhà nước. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, việc bắt ông Tuấn được thực hiện trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan xào Nam và đồng phạm phạm tội, sử dụng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Đường dây đánh bạc này do hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao bảo kê. Hiện nay, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành các biện pháp điều tra mở rộng vụ án, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật. Trước đó, bản án sơ thẩm và phúc thẩm xác định Nguyễn Văn Dương đã lợi dụng vai trò công ty Bình Phong của Bộ Công an để điều hành đường dây đánh bạc Bị cáo Phan Xào Nam là đồng phạm của Dương, cũng có vai trò cầm đầu. Hai cựu tướng công an là Phan văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị cáo buộc bảo kê cho đường dây đánh bạc. Ông Vĩnh bị tuyên 9 năm tù, còn ông Nguyễn Thanh Hóa nhận bức án 10 năm tù. Nguyễn Văn Dương bị tuyên án 10 năm tù, Phan Xào Nam bị tuyên phạt 10 năm tù. Kết quả điều tra xác định đường dây đánh bạc có lợi nhuận gần 5.000 tỷ đồng.